Liệu các bạn có biết Black Forest chính là một tựa game có rất nhiều bí mật đến mức mà các bạn không thể nào tìm ra hết được? Tuy nhiên ở video hôm nay, mình và Vidas sẽ cùng nhau giới thiệu với các bạn 42 bí mật cực kỳ nổ não trong Black Forest. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4.145 cái phần bình luận nha. Đến với bí mật đầu tiên trong video hôm nay, thì như các bạn đã biết, trái human chính là một trong những trái rất là mạnh bởi vì cái sự trâu bò và cái tập đánh cực kỳ xa của nó. Tuy nhiên thì có một điểm bất lợi ở đây, đó chính là trái human này sẽ di chuyển cực kỳ chậm luôn. Tuy nhiên thì em biết chúng ta cần gì để làm cho trái human chạy nhanh hơn không? Trái quỷ. Một trái quỷ cầm trên tay thế này. Ok, chúng ta chỉ cần một trái quỷ cầm trên tay thế này và sau đó thì chúng ta biến thành dạng human và cầm trái quỷ lên. Coi nè Phốt, coi nè. Đâu. Ui, hí. Tao thấy sao Phố? Đùa đi, chưa chắc đâu, em thấy trái bò đồ nhanh hơn á. Xàm, làm gì có trái nào mà nhanh hơn trái human được. Đùa nè, lướt gì nè, nhanh hơn rồi, anh vô thôi, okay. Điếm đi. Rồi, 1, 2, 3, chơi. Nè, bay nè, ghê không. Em tới nãy giờ. Ủa? Vậy ba, ngay lúc anh điếm, ba là cái em tới luôn rồi đó. A đù. Bí mật thứ hai và tiếp theo, nếu như các bạn không biết thì trong Black Forest hiện tại, nếu mà các bạn sử dụng những cái skin nhỏ xíu như thế này, bỏ kiếm ra rồi mày nhỏ mà mày láo hả mày đó, nếu như mà các bạn sử dụng những cái skin nhỏ như thế này thì các bạn sẽ được giảm hitbox khá là cao. Thì để chứng minh cho điều này thì các bạn hãy xem nha. Đây, thanh niên này sẽ bắn như mình. Ây da, tuy nhiên thì nó sẽ không bắn trúng bằng phút nha. Đó, ảo ma chưa. Thì điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn cho việc PvP nha các bạn. Nếu như mà các bạn là một trong những người mà sử dụng súng nhiều á thì cái body nó sẽ cao to hết tất cả mọi thứ luôn. Các bạn coi nè, không thể nào bắn trúng được nó luôn nha. Kìa, không trúng được luôn kìa. Ơi cay gì vậy? Lùng. Chính là lùng cũng là một lẽ hơi. Ừ. Lùng vậy các bạn, vừa né được súng mà các bạn còn vừa dễ Bí mật thứ ba, như các bạn biết thì hiện tại trái Kitsune chính là một trong những trái mà gọi là có tốc độ nhanh nhất trong Black Forest. Tuy nhiên thì sự thật không phải là như vậy. Rồi, đi đua thử nè. Go. Noob, em chạy chậm vậy. Admin nói Kitsune trái chạy nhanh nhất mà. Tuy nhiên nếu như trái Kitsune này mà đổi cái Ballad Helmet vào thì nó sẽ là một câu chuyện khác. Ok, bây giờ mình cũng sẽ đeo vô luôn nha. Rồi, Ballad Helmet. Ủa, mình đang đổi luôn rồi. 3, 2, 1, go. What? Ui, gà. What? Gà. Như các bạn thấy tốc độ nó tăng lên rất là cao luôn nha. Phải gọi là gấp 5-6 lần hồi nãy luôn á. Quá cái trở thiệt. Bí mật thứ tư. Và một thứ nữa nếu như các bạn không biết, đó chính là những trái quỷ có khả năng biến hình như là trái Leopard hoặc là trái Kitsune. Thì khi mà các bạn biến hình lên và đi xóa trái quỷ thì nó sẽ có cái hiệu ứng khá là đặc biệt. Đây, mình làm thử cho bạn xem nha. Rồi. Ôi. Con báo chứ mình nó kiểu bị mất animation luôn nè. Ok, thì bây giờ sẽ tới lượt Vidas xóa trái quỷ nha. Xóa chưa? Rồi. Em di chuyển thôi. Ôi, lăn ba bi bộ. Chân em kiểu. Thì khi mà các bạn xóa mấy trái quỷ đi á, thì mấy cái animation nó sẽ bị biến mất hoàn toàn luôn. Và đương nhiên rồi, các bạn cũng không thể nào sử dụng kiếm hoặc là súng gì hết. Và để trở về được bình thường thì chỉ còn đúng một cách thôi, đó chính là reset. Đến với bí ẩn thứ năm, có một sự thật về God Human mà rất ít người biết, đó chính là đây là món vũ khí sở hữu tốc độ nhanh nhất trong Black Forest. Đầu tiên thì các bạn chỉ cần chĩa màn hình lên trời và sử dụng chiêu dách và cúi đầu xuống, đó thì bấm nút nhảy nó sẽ bay cực kỳ nhanh. Thì ở đây do mình làm chậm để cho các bạn hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, nên thành ra là nó bay sẽ khá là gần ha. Thì đây là khi mà các bạn làm nhanh nè. Ôi, bay xa, siêu xa được luôn nè. Ôi. Các bạn thấy không, nếu như mà các bạn sử dụng đúng cách á thì nó sẽ bay siêu nhanh như vậy. Đó. Bí mật thứ 6. Ok, và tiếp theo mình sẽ giới thiệu với các bạn một bí mật khá là động trời trong Black Forest. Em biết cái đó là gì không Phố? Là cái gì? Em làm gì biết được, đi theo anh nè. How to castle nha. Rồi, okay. Đi theo anh nè. Nếu như bình thường các bạn farm ở những chỗ đơn giản như thế này thì rất là dễ bị săn party đúng không? Đúng rồi, ta hát không à. Ừ, chứ sao nữa, thì đi theo anh nè. Em chỉ cần đi xuống cái thùng ngay chỗ này, em bật ship lock lên và dịch chuyển ra ngoài này. Đó, dịch chuyển ở đây đi. Đi theo anh. Thì ở cái góc này á, em sẽ có được một cái góc gọi là farm rất là ngon luôn. Đó. Farm được tận một con quái lần đó nha. Thì với cái bí mật này em có thể farm mấy con quái ở đây mà không sợ bị săn bounty luôn. Tuy nhiên thì điểm yếu của nó là farm được lần có một con à. Cũng khá là phế. Thôi kệ đi. Dù sao thì nó cũng là một cái bí mật bá đạo rồi đúng không? Ok, đến với bí mật thứ 7. Thì như các bạn thấy mình chỉ còn thiếu 40.000 Billy thôi là đạt được 1 tỷ Billy rồi. Nhưng mà làm sao để thể kiếm một số Billy lớn vậy trong một khoảng thời gian ngắn? Thì bằng cách sử dụng tất cả bộ não của mình thì mình nghĩ được một cách khá đơn giản, đó chính là chúng ta chỉ cần sử dụng trái Light. Thì cũng ngay cái hòn đảo How to Castle này luôn, các bạn sử dụng trái Light và bay lên hướng cái cọc cờ này cho mình nha. Ok, sau khi các bạn lên đây á, các bạn sẽ thấy được ba cái gương như thế này. Rồi, giờ chúng ta chỉ cần nhặt thôi là có được 40k Billy rồi.
thật ra là 30k cũng được, cũng khá là ngon. Bây giờ thì mình chỉ cần lặp lại điều này thôi là chúng ta có thể đạt được 1 tỷ Berlin một cách khá là đơn giản. Ui, em ra đây luôn hả? Đâu nhanh luôn vậy, đâu. Ủa? anh lụm hết rồi. Bí mật thứ 8 thì khi mà các bạn bay lên được cái cây thức tỉnh tộc ở chỗ này và đi vô bên trong. Ok, khi mà bạn vô được cái chỗ thức tỉnh tộc này thì chúng ta chỉ cần đi vô bên trong như thế này. Các bạn đi vô bên trong thế này và đi ra cái chỗ mà có cái kiến ở đây. Các bạn teleport ra ngoài. Đi, teleport ra ngoài đi. Đó, em thấy cái chỗ cái cầu thang này không? Cái cầu thang Hay này nè. Cái cầu thang trước mặt nè. Ấy là gì giờ em đi lên cầu thang đó, em cố gắng leo lên trên đỉnh đây. Mặc dù đây chính là một cái cầu thang bình thường thôi nhưng mà Vidas không bao giờ lên được tới đỉnh, bởi vì nó chính là cái cầu thang vô cực. hả? Nó tối tối em chắc nhìn em ở ngoài ngáo lắm, nhưng mà bay thì được mà, chỉ cần không đụng là được đúng không? Ai Đây thì khi mà bạn leo lên cầu thang như thế này á thì các bạn sẽ bị, ôi sao lên được nè, ủa sao lên được, lên tới kia đó tới bơi rồi à? anh lên tới đỉnh luôn rồi nè, không thấy hả? What the fuck? Em bị dịch chuyển lại liên tục luôn nè. Ủa sao anh lên được rồi? Ok, để với bí mật kế tiếp cũng ở ngay cái chỗ này luôn. Nếu như các bạn lên được cái chỗ trên đây á thì các bạn chỉ cần nhảy xuống dưới đây. Đi, let's go. Đây, khi bạn gỡ xuống thì nó sẽ dịch chuyển các bạn lên C4 luôn. Đây các bạn xem nè, các bạn để ý bên đây nha, nó sẽ lên C4 nè. Đó, nó sẽ dịch chuyển các bạn lên C4 nếu như các bạn nhảy từ cái đảo thức tỉnh tộc xuống. Đây. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là các bạn sẽ không có thuyền để đi. Thôi, giờ thế nào? Let's go. Wow. Ok, đến với bí mật tiếp theo. À, Phúc, em nghĩ là em đi hết tất cả mọi nơi trong Lost Food chưa Phúc? Rồi, map này nhỏ mà. Chắc chưa? Bây giờ sẽ dẫn em đi một nơi cực kỳ đặc biệt luôn nha. Đâu? Đây, theo anh nè. Thì ở cái tree này á, các bạn chỉ cần đi xuống cái nơi ngay gần con boss này. Em thấy cái lỗ không? Hay 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 hay. Chui xuống ngoài, thế giới dưới lòng đất á. Ui. Đâu? Nhắm cái sân đấu PvP vãi. Thì ở dưới đây chính là một nơi vô cùng rộng lớn để các bạn có thể PvP với bạn bè luôn. Đó, PvP, PvP, PvP. Anh với em đang elite nhau phô. Ok, Rồi, vô quyết đấu nè, vô quyết đấu nè. Mấy bữa nay mày cầm những cái tsunami mày hành tao, giờ cho mày biết. Vô chưa? Chạy, chạy không? chạy. Trời ơi, hôm nay mày cầm những cái tsunami mày hành tao, giờ cho mày biết cảm Ok, giác. Phun độc nè. Rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ kết liễu Vidas trong một đòn luôn nha. Rồi, chết. làm Ôi, làm sao hụt được hay vậy? đi đâu đi đâu Đi ngủ đi cô. đi đâu đi đâu đi Rồi, dính chiêu kìa. à nè Ok, bí mật kế tiếp. Như các bạn biết thì một trong những con boss mạnh nhất của Lost Food hiện tại đó chính là Big Mom, mẹ mày béo. Ở level hiện tại của con boss này đó chính là 2175, có nghĩa là level cao nhất trong tất cả mấy con boss luôn. Với lượng máu khá là to và sát thương cũng khá là trâu nữa. Với một cái level cao và chỉ số khủng như vậy thì chắc chắn đó chính là con boss cho các bạn nhiều tiền nhất trong Lost Food đúng không? Nhưng mà thật ra thì không. Thì khi mà các bạn tiêu diệt Big Mom và hoàn thành nhiệm vụ thì nó sẽ cho các bạn 60k Belly. Bây giờ thì chúng ta sẽ trở về Mansion và đi kiếm con boss Florentino. Ok, để mình nhận nhiệm vụ phát nha. Ok, let's go. Quất. Thì con boss Florentino này á, nó chỉ có level 1900 thôi, nên là nói chung nó rất là yếu luôn, nó yếu hơn con boss Beamer khoảng độ tầm một hai lần gì đó. Nó quýnh mình còn không mất máu luôn các bạn thấy không? Thì sau khi mà các bạn hạ gục được con boss này, nó sẽ cho các bạn 100k Belly. Đương nhiên rồi, bằng một lý do gì đó thì cái nhiệm vụ của con boss này nó cho nhiều Belly hơn là con Big Mom. Lý do tại sao hả? Chắc là do nãy giờ nó xanh quá đang có tiền thưởng, ai mà biết được. Trời Phúc ơi, em không biết em mới tìm được gì đâu. Cái gì nữa? Trái human. Spam. What the hell? Nếu như các bạn kéo xuống đăng ký và like video này thì các bạn sẽ có tỷ lệ ra trái quỷ xịn rất là cao nha. Đó chính là một bí mật khủng khiếp nhất trong video Lost Food này. Đến với bí mật kế tiếp. Ok, có một điều có vẻ em không biết đó chính là khi mà chúng ta vô Red á. Ok, khi bắt đầu Red á, các bạn có thể thấy là một mấy cái hòn đảo nó sẽ mọc ở bên đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần chạy thẳng tới hòn đảo đó. Đi, let's go. Chạy hẳn theo đoàn đảo đó thiệt luôn hả? 9.000 mét nữa. Thì khoảng cách từ cái đảo hồi nãy tới cái đảo Tiki là tầm khoảng bao nhiêu phút? 9.000 mét hả? Đúng rồi. Tầm khoảng 9.000 mét thì chỉ trong vòng 30 giây hoặc là một phút gì đó mình đã đi được 2.000 mét rồi. Thì khi mà các bạn về được cái hòn đảo này thì chúng ta có thể sống được một cuộc sống bình thường như bao người khác, đi farm quái và đi nhặt food các kiểu. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho Vidas reset nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ in elite nó. Ok chưa? Và bây giờ các bạn đã chính thức trở nên bất tử. Có nghĩa là các bạn đi từ Red về đất liền bằng một cách nào đó cũng được thì các bạn sẽ trở nên bất tử luôn. Đấy các bạn thấy không? Vidas quýnh mình không trúng luôn nè. Không mất máu luôn chứ phải không trúng nữa. Ok, chuyển qua bí mật tiếp theo nha.
Thì ở cái thác nước của Hira Island này, bình thường các bạn sẽ đi vô cái cổng bự chà bá lửa phía dưới đúng không? Nhưng mà đây là năm 2024 rồi, chúng ta sẽ không cần đi vô cổng này nữa. Thì các bạn chỉ cần nhảy ra phía ngoài đây thì nó sẽ có cái hang nhỏ bên hông. Đây chính xác là ngay chỗ này luôn, đó, một cái hang siêu nhỏ. Và trong đây lại là một cái thế giới trên lòng đất nữa. Tuy nhiên có điều đặc biệt đó chính là cái chỗ này nó có thể TP về mansion được. Đây ở giữa nó sẽ có cái cây bự chà bá lửa thế này, các bạn chỉ cần dịch chuyển vô bên trong thôi. Đấy. Thì bây giờ các bạn có thể teleport về mansion một cách cầu kỳ hơn. Thật ra thì nếu như mà các bạn chưa quýnh boss Rip Indra thì các bạn có thể dùng cách này để về mansion ha. Đến với bí mật tiếp theo, chính là liệu các bạn có biết ở C2 chúng ta vẫn có thể đổi màu của trái dragon được. Mình nghĩ là có khá ít bạn biết điều này, bởi vì mình giấu cái chỗ đổi màu ở C2 quá là kỹ. Thật sự thì hồi xưa mình còn tưởng là ở C2 không thể đổi màu của trái dragon được luôn á. Đây ở phía dưới này nha. Đó các bạn thấy không, giấu quá kỹ luôn. Và nếu như mà các bạn muốn con rồng của bạn trở nên trâu bò hơn xíu nữa thì các bạn có thể chọn cái dòng màu đen nha. Đấy, đi vô cái dòng màu đen. Đó. Ủa, tại sao dòng màu đen hay mạnh? Tại vì dòng màu đen cần phải có 600 mastery mới lấy được. Ừ đúng rồi hả? Hay đúng là mấy thằng này đầu óc nó đen tối quá mà. Ok, đến với bí mật kế tiếp, mình tin chắc đây chính là một trong những cái bí mật mà các bạn chưa hề nghe thấy luôn. Thì có điều khá đặc biệt ở thế giới C2 của Lockwood, đó chính là khi các bạn chỉnh thấp đồ bạ xuống và các bạn bay lên trên cao như thế này thì các bạn sẽ thấy được một thế giới hoàn toàn khác của Lockwood luôn. Đây, các bạn thấy không? Thật ra Lockwood chính là một hòn đảo bay trên trời nha các bạn. Nè các bạn nhìn ở phía dưới này nè, các bạn sẽ thấy đó chính là một cái lục địa nào đó ở phía dưới đây, giống như là trái đất vậy đó các bạn. Còn xung quanh là biển, tất cả mọi thứ đều là biển, ngoại trừ đây là có cái lục địa hướng này. Thì theo giả thuyết của mình đó chính là Lockwood nó sẽ chia thành 3 tầng nha các bạn. Đây chính là tầng cao nhất của thế giới Lockwood, đó chính là nơi mà chúng ta thường PvP các kiểu nè, đó. Và ở dưới là một nơi của thế giới loài người, trời ơi! Chuyện này đúng thiệt là không thể nào mà tưởng tượng được mà. Và cuối cùng nếu như các bạn muốn farm Belly siêu nhanh ở C1 thì các bạn hãy lên đảo trên trời gần cái chỗ mà spam con boss Enel á. Và đi lại gần cái kim tự tháp này thì các bạn sẽ thấy được hai cái lỗ đi vô như thế này ha. Khi mà bạn phá nó ra thì nó sẽ có một đống gương trong đây luôn. Đấy. Sao em đang thua vậy? Ủa. Đến với bí mật thứ 18 chính là khi mà bạn sử dụng trái T-Rex và biến hình lên. Nhưng mà trước tiên em có thể chở anh qua cái đảo okay. Hira Island được không? Ok. Đi thôi nào, bóng ma anh quất. Mấy em điện thui luôn á. Bừa vậy. Lỗi rồi, lỗi này sẽ chỉ các bạn trong clip sau nha. Nhưng mà giờ chưa đủ lỗi bung để làm clip bung sau các bạn ơi, nên là phải đợi chắc cũng khá là lâu đó. Thì đến với bí mật đầu tiên, em biết đó là gì không? Là gì ạ? Em chỉ cần đứng gần cái cục đất này nè, em coi nha. Sau đó em sử dụng chiêu C của trái T-Rex và BOOM! What the hell? What? Hello? Anh hả? Anh chọi lên từ đâu vậy em của nội? Anh mới đi khám phá thế giới mới em ơi. Đâu từ từ để làm lại thêm cái nữa nha. Xài chiêu C và BOOM! Oh, what the hell? Em mới anh chạy vòng vòng thì cái hồng dưới nước. Thì lúc này các bạn có thể đi xem một cái thế giới khác để khám phá vùng biển mới nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Đây là vùng biển mới nha. Và đương nhiên rồi, cái vùng biển này không có đảo mẹ gì hết. Nên nếu như mà các bạn không có tộc người cá thì các bạn chỉ chết rồi. Ai? Đến với bí mật thứ 19, một cái bí mật ở Sea Castle. Theo anh nè, let's go. Rồi, tới đây rồi, em biết cái bí mật này là gì không? Là gì? Vậy cũng không biết nữa, gà thiệt. Theo anh nè. Dẫn qua Sea Castle, cứ qua Mansion nè. Em thấy cửa ở đây không? Thấy. Bình thường em không vô được đúng không? Nè, sao vô được? Chuẩn không? Rồi sao anh vô? Em muốn khám phá cửa đó theo anh nè. Em chỉ cần đứng ngay cái chỗ này, sau đó em nhảy lên. Nhảy lên đụng tới nóc nhà luôn nha. Rồi, okay, bùm okay. Lên đây ok, em hiểu rồi đó, hiểu em nhảy nóc nhà xong em thấy có cái lỗ không? Chuẩn. Rồi, lúc này thì em chỉ cần bật ship lock lên rồi nhìn qua bên đây một cái nữa. Rồi, sau đó thì em dịch chuyển qua bên đây. Oh my god. Thì đây chính là cái phòng hồi nãy nha. Nếu như mà các bạn muốn khám phá cái phòng đó thì các bạn có thể dùng cách này để vô. Mặc dù thì cái phòng này không có mẹ gì hết. Giấu trái quỷ. Chuẩn, đúng rồi, các bạn có thể giấu trái quỷ trong đây nha. Nhưng mà trên cái Sea Castle này còn cái bí mật khá là bá đạo nữa đó. Em biết đó là gì không? Em vẫn không biết. Trời ơi, gà gì vậy? Theo anh nè, let's go. Chắc chắn em không biết cái này luôn á. Nhảy lên trên đây nè. Thấy gì đây không? Nhảy vô. Lộ, em thích lộ lắm. Ê má, nguyên cái hố đen là em luôn á. Trùng hợp phải, coi cái hố này nó vừa với em luôn kìa. Cái này nhìn tưởng teleport thế giới mới á. Ôi các bạn ơi, hình như đây chính là cái cổng mà teleport qua thế giới mới đó các bạn. Để mình nhảy xuống thử nha. Ôi, phải, mình teleport qua chỗ khác rồi. Đây là bí mật nổ não như thế giới luôn nha các bạn. Ok, đến với bí mật thứ 20. Đây là một bí mật khá bá đạo mà mình nghĩ là có rất ít bạn biết nha. Theo anh nè, let's go. Đầu tiên thì chúng ta ra chỗ nào đó chống chống tới đi. Rồi, bước tiếp theo thì các bạn lấy cho mình một trái quỷ quen thuộc với các bạn nhất, đó chính là trái Mochi. Và bây giờ thì chúng ta cần phải đợi chiêu V của nó hồi. Ok, thì đầu tiên các bạn sử dụng chiêu V lên người Vdắc. Rồi sau đó thì các bạn out game cho mình nha. Dạ, thì đương nhiên rồi, lúc này các bạn sẽ bị văng ra khỏi game. Rồi em dính dách luôn rồi, em dính
em dính với đất hoài luôn á. Là sao là sao? Thì như các bạn vừa nghe Vi Đắc nói, nó đã bị dính xuống vách tường. Nên là bây giờ mình sẽ vô câu chuyện này có thiệt hay không nha các bạn. Let's go. Ủa sao em ngủ rồi? Ôi Vi Đắc, Vi Đắc chết rồi. Ôi cái lỗi này không đánh bại đối thủ hoàn toàn, nhưng mà nó khiến đối thủ bị kẹt vô luôn. Ôi, nha các bạn. Hỏi các bạn biết gì không? Thì lúc mà đối thủ bị kẹt vậy á, các bạn chỉ cần Ôi em làm gì em lắc vậy hả? em không tự chủ bản thân mình được. Đối với bí mật thứ 21, em về mansion đi. Em đâu rồi? Ôi hello. Bây giờ thì chúng ta cần phải chạy qua để đổi sang cái melee god human nha các bạn. Do là mình đang xài cái quyết quỷ thuật nên mình không sử dụng cái bí ẩn này được. Rồi đổi sang god human. Nè coi anh nè, nếu như mà em chơi Lost Foot nhiều á, mà em cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, qua mắt, ù tai các kiểu á, thì em chỉ cần đứng lên cái ghế này, sau đó thì sử dụng chiêu C của thông mình. Bum. Hết trong mắt. Hai anh đang trên đây nè. Thì lúc này em có thể di chuyển cái ghế ra siêu xa luôn. Đó, thì bây giờ các bạn có thể nghỉ ngơi trên không. Mình nghĩ là nó sẽ đỡ mệt hơn cái việc ngồi ghế bình thường đúng không? Ok, thì đến với bí mật tiếp theo thì tụi mình sẽ về C1 nha các bạn. Một nơi khá là thân thuộc với tụi mình. Em đâu rồi? Anh à. Ok ok. Rồi lên thiền đi. Rồi hồi đó em ở C1 á, em biết cái điều mà khó chịu nhất ở C1 đó là gì không? Đó chính là random chết quỷ ở C1 mà bị giết. Ồ đúng. Em quên mất ký ức đó, hơi bị đau khổ á. Tuy nhiên bây giờ thì admin đã thay thế cái chỗ này thành một chỗ có safe zone. Ồ đứng ngay này luôn nè. Ừ. Ra này xíu là đều có. Đúng rồi. Kiểu đứng này nè, đứng đây canh thằng nào cầm chết quỷ ra là lùm me luôn. Hồi xưa khi các bạn random chết quỷ á là sẽ chắc chắn có một thằng đứng ở đây canh, các bạn chỉ cần random nghe phát là thằng đó kiểu bum 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 bum. Tuy nhiên bây giờ thì admin nó thêm vào cái safe zone này rồi. Bây giờ các bạn có thể random giết quỷ mà không sợ bị mất nữa. Gà. Ủa tự nhiên drop gà. Ôi ôi ôi. Ok, đối với bí ẩn tiếp theo, đầu tiên các bạn cần phải TP qua cho mình cái chỗ chỗ nào ta? À đây rồi. Rồi ok, thì như các bạn biết ở chỗ này có cái bí ẩn khá là lớn, đó chính là chỗ tăng thêm thành viên cho băng hải tặc. Ủa có hả? What the fuck? Hả? Là sao? What the fuck? Là kiểu nó sẽ bị giới hạn, băng của em nó có tầm khoảng 19 người nè, thấy không? Nếu em muốn tăng lên thì em sẽ bỏ phát mệnh vô trong này để tăng lên. Thì đây là dành cho những bạn mà gọi là muốn trở thành một hải tặc thực thụ nha. Ok, đối với bí mật tiếp theo cũng chính là trên hòn đảo này luôn, em biết đó là gì không? Khó à. Cũng mở vô ru đúng không? Ủa sao biết? Đây các bạn thấy cây cột mà gọi là riêng lẻ nhất không? Đó thì các bạn chỉ cần đi lên đây sẽ thấy admin Rip Indra. Thì admin này mình nghĩ là cũng không phải ai cũng biết đâu. Tại vì cây Yoru này nó cũng tới 1k2 Robert lận. Và thậm chí muốn nói chuyện với ông Rip Indra này, các bạn cần phải có Yoru V3. Và như các bạn biết rồi đó, để up lên Yoru V3 thì chúng ta cần phải có một hành trình rất là dài và khó khăn luôn. Nên theo mình nghĩ đó chính là lý do mà khiến cho NPC này trở nên ít người biết hơn ha. Ok. Bí mật tiếp theo, một bí mật khá là bá đạo ở Boss Town. Anh sẽ tiết lộ cho em biết trước nha, đó chính là trên hòn đảo Boss Town này nó sẽ có cái căn phòng bí mật, em biết nó ở đâu không? Ha à, khó gì ta. Sao khó, dễ ẹt mà, Boss Town nhỏ xíu như con kiến vậy. Ôi, em không biết, em mua. Thôi không, theo anh nè, ra bãi biển đi. Em thấy cái gì đó không? Tự nhiên cục núi này nó có cái bị lệch đi nè, thấy không? Bị lệch màu, thấy không? Ừ, cái này hả? Ừ, đó. Ship lock lên. Đồ. Ghê không? Thì như các bạn biết đó, căn phòng này đó chính là căn phòng được thêm vào update 17.3 hay 17.5 gì đó mình không nhớ nữa. Và mục đích sử dụng căn phòng này để làm gì thì mình cũng không biết luôn. Cái này phải hỏi admin nha. Biết đâu có thể mấy nhốt loli trong đây đó. Em nè. Gì? Em loli admin nè. trời. Tha cho tôi đi. Rồi, bây giờ đến với C-Castle nữa nha. Let's go. Ok, thì đây chính là một con NPC tên là Takomura. Em biết nó có tác dụng gì không? Nhận được do siêu nè. Giao cho mình đánh boss thì sao á, em mới bấm vô cái em đềm được này nè. Thì ở con NPC này có vẻ khá ít bạn biết tác dụng của nó đúng không? Nó, các bạn chỉ cần lại nói chuyện với nó thì nó sẽ nói cái gì đó xàm xàm và nó không cho các bạn bất cứ gì hết. Tuy nhiên nếu như các bạn nói chuyện với nó xong rồi và chạy ra chỗ ông Player Hunter này và nhận nhiệm vụ của ông này, thì sau khi mà các bạn hoàn thành nhiệm vụ của ông Player Hunter thì các bạn có thể lại đây và nhận cái phần thưởng, đó chính là cái nón mà Vi Đắc đang đội nè. Nhưng mà hiện tại thì mình đang trong server VIP nên là mình không thể làm nhiệm vụ được ha. À mà công nhận cái nón này ngu thiệt á. Ok, tiếp theo nếu như mà các bạn trở về C2 và lên con thuyền ma ám thì sao? Khi lên thuyền rồi các bạn chỉ cần đi vô nhà bếp cho mình. Các bạn thấy mấy cái tủ ở đây không? Mấy cái tủ bếp nè. Bây giờ thì các bạn chỉ cần đi vòng vòng vô mấy cái tủ bếp này. Không phải. Vậy là bên đây rồi, các bạn chỉ cần đi vòng vòng vô mấy cái tủ bếp này để xem coi. Đây. Thì nó sẽ có cái tủ bếp mà các bạn có thể đi vô được và nhặt được 6k9 belly luôn. Dạ yeah, chắc chắn rồi, đây chính là một cái gương khá bí ẩn ha. Mình nghĩ là sẽ có rất ít bạn biết cái gương này á. Đó, các bạn có thể áp dụng cách này và nhặt được 6k9 belly cách khá là dễ dàng ha. Dễ không Phố? Quá dễ luôn. Ok, đến với bí mật tiếp theo. Đầu tiên em lấy ra cho anh trái Berry Berry Nomi nha. Trái tường trắng là cái tường nó không màu đen á.
Bữa nay hài với trời. Rồi rồi, nè, giờ để anh giải thích cái này cho em nghe nha. Xíu nữa anh sẽ sử dụng chiêu C của trái tiền trắng cho người em. Em phải out ra liền luôn, hiểu không? Ok ok, em hiểu rồi đó. Rồi rồi, sẵn sàng chưa, sẵn sàng chưa? Rồi, cứ việc đếm đi. 1, 2, 3, dứt. Rồi, vô. Out. Ok ok, ngon 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 ngon. Được rồi nè. Ủa mà anh bị đứng yên rồi. Không không, tại nó đang còn chiêu á, hết chiêu rồi nó hết rồi. Đó, nè, bây giờ em quýnh anh thử rồi, xài chiêu người anh thử rồi. Xài chiêu người anh đi. Khùng, anh đang bắt tử đó, quýnh anh đi. Bắt tử phải không, bắt tử. Rồi, rồi, bắt tử luôn. Ây da. Bắt tử. Sao không bắt tử vậy, sao không bắt tử vậy. Ây da. Ây da. Ây da. Ok, thì đến với bí mật thứ 28 trong Block Food. Đó chính là khi chúng ta sử dụng cây sắt anh cho. Rồi, đến lấy cây sắt anh cho gan phát. Đây. Rồi, bây giờ em có trái hung mạnh không, em biến thành trái hung mạnh đi. Sử dụng chiêu ít vô với đắt. Mày, ui. Thấy không, thấy không? Hay, sao làm được hay vậy? Kiểu bể màn hình luôn, sự thật nổ não. Thì em chỉ cần bự hơn anh xài chiêu ít vô là tự bể màn hình giờ. Em thử biến hình trái mammoth thôi ơi. Rồi, bây giờ thì Vidac chỉ cần biến hình mammoth và mình sẽ sử dụng chiêu ít này lại một lần nữa nha. Sẵn sàng chưa? Rồi. Xúc mày nè con. Mày. Chẳng có hiệu ứng bể kính. Chẳng có hiệu ứng bể kính luôn. Ừ, chuẩn. Mỹ sao là em bự hơn anh là vẫn xài chiêu ít vô là bể kiến à? Vậy là dùng lên mấy chiếc thuyền được luôn hả? Ờ, miễn là cái gì bự hơn em là xài chúng nó là nó bể à. Nhìn hiệu ứng bá đạo không, như trong anime vậy đó. Mày. Ok, đối với bí mật tiếp theo, các bạn cần phải sở hữu cho mình trái portal nha. Em đâu rồi Phố? Ở đây coi. À, em biết trái portal này có cái bí mật gì mà em không bao giờ biết luôn không? Không. Thì đó chính là khi em sử dụng chiêu ít, em có thể quýnh thường đối thủ. Ghê không? Dán tàn hình hả? Ờ, trong lúc anh tàn hình anh vẫn có thể quýnh em luôn. Nè, ui, ui, gì dạ? Em mới quýnh anh hay gì dạ? Có đâu, bóng ma quýnh hay sao? Ờ, gì ghê vậy dạ? Ui, 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 gì vậy? Thì như các bạn có thể thấy đó, chúng ta có thể sử dụng quýnh thường ở trong cái dạng tàn hình của chép bottle mà không bị phát hiện. Đây là cái bí mật cũng khá là hay ha. Ây da, ây da, ây da, thôi tha, 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 tha. Thì đến với cái bí ẩn tiếp theo đó chính là... Các bạn chỉ cần nhập code đăng ký cho anh Crazy Lane và Random Jack Quỷ. Rồi, Random. Đu, đu. Oh my god, oh my god. Mà nó Random ra chết T-Rex rồi các bạn ơi. À, mấy anh Random ra chết chớp mà. Đâu có đâu, khủng hả mày? Dạ. Yeah. Thì đến với bí mật thứ 31 chính là của trái Venom. Như các bạn đã biết trong Lockfoot, những trái quỷ có chiêu bay như là trái Lai chẳng hạn, thì khi mà chúng ta càng thấp máu thì nó sẽ bay càng chậm, hay thậm chí là không bay luôn. Tuy nhiên với trái Venom, trái độc á hả? Ừ, trái Venom của Magikyu Sharingan á. Đúng luôn, cái thằng quản ngục ở Ma Gia Tao gì đúng không? Thằng Magikyu Sharingan á. Itachi, thằng đó Itachi. Thì nếu như các bạn không biết, chiêu F của trái Venom chính là một chiêu có tốc độ di chuyển khá là chậm trong Lockfoot. Thậm chí là nó còn bay chậm hơn cái trái Shadow nữa. Đúng thiệt là thất vọng về trái Venom mà. Tuy nhiên có điều đặc biệt đó chính là em có thể đánh anh không? Ok. Rồi, bữa nay anh thấp máu xíu ơi. Ây da, ây da, ây da. Rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Khi mà các bạn sử dụng trái Venom mà còn thấp máu như thế này thì chúng ta sử dụng chiêu F, nó sẽ bay cực kỳ nhanh luôn. Gì trời, em bay trước anh nữa mà. Tuổi, tuổi, sao bay lại trái Venom? Anh nói rồi, trái của Magikyu Sharingan mạnh lắm. Rồi, trái nào của Itachi? Trái của em nè, trái của em có Shuriken á. À, đây hả? Ờ, đó, trái của Itachi. À, mà biết giờ không, khi mà chúng ta sử dụng chiêu F của trái Venom thì sẽ không được hồi máu lại á. Và đến với bí mật thứ 32, em biết ở đâu không? Em đón đại nha, Shikatou. Ở Haunted Castle. Ủa? Hồi nãy mình tiết lộ nó biết chiêu Castle, mà nó không biết cái nào các bạn. Thì bí mật này đó chính là khi mà chúng ta đi lại cái chỗ này nọ, có một cái NPC bí ẩn ở đây, và các bạn bấm vào cái chữ try luck. Ôi, cái gì vậy? What the fuck, what the fuck, what the fuck? Mày. Thì nếu như mà các bạn đủ may mắn trong lúc cầu nguyện thì các bạn có thể nhận được Godzilla và linh hồn bóng tối cùng với cực kỳ nhiều Belly và Fragment. Ồ, em chưa bao giờ, em chưa bao giờ được luôn á. Ờ, thì nếu như mà em làm được cái điều này á thì em sẽ được một cái title cực kỳ đặc biệt trong Lockfoot. Đó chính là cái title The Devil Luck, một trong những title hiếm nhất Lockfoot hiện tại luôn. Chỉ với 1% tỷ lệ người sở hữu thôi đó. Và sẵn tiện đang ở C3 thì mình sẽ tiết lộ cho bạn một bí mật cũng khá đặc biệt nữa. Ê, sao mày trả tao hoài mày? Đầu tiên thì các bạn hãy đi đến Rich Tree cho mình. Theo anh nè, let's go. Ok. Em nhớ cái chỗ dưới cái hang này đúng không? Nhớ, nhớ chỗ anh đánh em chứ. Nhảy xuống đây đi. Thì có cái điều khá đặc biệt ở chỗ này đó chính là em tin là anh có thể đứng trên không được luôn không? Kiểu nhảy lên xong đứng giữa không trung luôn. Sao làm được? Đương nhiên rồi, thì đó mới gọi là bí mật chứ. Theo anh nè. Okay, cái này là anh chỉ cho mình em biết thôi nha. Các bạn fan lúc này nhắm mắt lại đi. Nè, chúng ta chỉ cần đi lên đây và sau đó thì bùm. Ôi, em đứng hấp hơn anh à. Thấy gì không? Là mình đang đứng trên không đó hả? Ờ, chúng ta đang đứng trên không chung luôn nha các bạn. Thì đây là một điều khá đặc biệt trong game, các bạn có thể giới thiệu với bạn bè để đứng trên không cùng nhau. Wow.
Mr. Beast hãy hợp tác cùng tôi. Ai à, mà biết giờ cái này khi mà em nhảy lên á thì nó sẽ bay cực kỳ cao nè. Ui cao vãi, lướt lên cái bay kìa. Ồ và cái chỗ trên không trung này các bạn có thể đi ra tới ngoài này luôn nè. Ồ khá là xịn nha. Ok và đến với một bí mật tiếp theo. Em còn nhớ trái Kilo đã bị xóa trong Lock Food không? Nhớ. Thì như những video trước anh nói thì chỉ có một con boss nữ hoàng Kilo đây mới sở hữu được cái trái đó thôi đúng không? Đúng rồi. Tuy nhiên thì hôm nay đã phát hiện ra một chỗ có thể giúp chúng ta sở hữu được trái Kilo. Ở đâu trái đó bị xóa mà. Rồi cái này tin chuẩn 100% nha theo anh nè. Về Total Mansion nha các bạn. Rồi, một nơi khá là bí mật đó. Đây, các bạn thấy gì không? Chuồng chó của admin. Ui, con chó này tên là Wenlock nè. Thì với cái chuồng chó này các bạn có thể mua được trái Kilo 97 rồi bớt. Ừ, mua luôn nha. Mua ấy. Mua thử luôn trái Kilo. Ủa 97 robot chó nãy hả? 50 robot là nó mua được trái này vĩnh viễn rồi mà. Tôi biết thì hợp tác với anh Ghi là anh đi, anh Ghi là anh đi cam rồi. Trời ơi, Mr. Beast ơi, hợp tác với tôi. Thôi tặng em nè, anh là Mr. Beast mà. Cảm ơn nha. Thôi không có gì đâu, đến với bí mật tiếp theo nào. Thì đầu tiên em mới lấy ra cho anh cái áo choàng hải quân đi. Rồi. Thì khi mà em đeo cái áo choàng này ở bên phe hải tặc, cái logo phía sau game đó chính là bằng gấu trắng. Cái này cũng khá bình thường ha. Tuy nhiên khi mà em chuyển sang hải quân thì cái áo choàng này nó sẽ đổi thành cái logo hoàn toàn khác luôn. Em biết logo này là gì nè. Là gì? Logo Hải Âu. Đúng rồi. Nó là con Hải Âu. đúng rồi. Không cãi được các bạn ơi. Thì đây chính là một cái phụ kiện duy nhất trong Lockwood có thể thay đổi hình dạng theo phe của chúng ta ha. Nhưng mà anh nghĩ cái này có khá ít bạn biết đó đúng không? Tại cái áo trò này chắc cũng không ai xài tới đâu. Ừ, em cũng không bao giờ để ý luôn. Ok, và đến với một bí mật tiếp theo mà mình chắc chắn là các bạn không bao giờ biết luôn và kể cả Vidac nữa. Thì bây giờ em bấm vô cái chữ shop đi. Ok. Rồi em kéo xuống cái phần mà mua Belly bằng Robot. Em thấy giá Belly hiện tại đó chính là 50 Robot để đổi lấy 60k Belly đúng không? Tuy nhiên nếu em ở C1 thì số Billy này chỉ có 10.000 cho 50 robot thôi. Có nghĩa là nó sẽ rất là ít luôn. Và C2 nó cũng vậy. Điều này có nghĩa là mỗi lần các bạn lên một C khác nhau thì nó sẽ tăng số tiền mà các bạn nhận được từ robot. Vậy là bây giờ các bạn chỉ cần lên C3 và mua thật là nhiều Billy bằng robot là được rồi. Quá đã. Mà mình nghĩ chắc cũng không ai mua Billy bằng robot đâu ha. Còn nếu có mua thì các bạn hãy đặt ở shop của mình để có thể nhận được nhiều Billy hơn nha. Còn bây giờ thì đến với bí mật tiếp theo, đó chính là một bí mật ở Marineford. Khi mà các bạn vào Lockwood nhưng ở bên phe hải quân thì nó sẽ spam các bạn ra gần ngay trong cái lâu đài luôn. Thì khi mà chúng ta được spam ở gần cái pháo đài như thế này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể đi nhận nhiệm vụ win boss một cách cực kỳ dễ dàng luôn. Và nếu như mà các bạn muốn thì các bạn có thể nhận nhiệm vụ săn bounty nè. Nó dám thôi, nhưng mà mình đùa thôi các bạn ơi, nghĩ sao anh em lại quýnh nhau đúng không mày. Ơi thì hồi nãy mình đã đăng nhập bên hải quân phải không, bây giờ mình sẽ đăng nhập bên hải tặc cho các bạn xem điều gì nó tạo nên cái bí mật này nha. Đó chính là khi các bạn tham gia phe hải tặc thì nó sẽ chuyển các bạn ra ở phía bên ngoài như thế này. Cũng khá logic đúng không? Tại trong NB là hải tặc nó sẽ tấn công như Marineford là nó sẽ spam phía bên ngoài, còn hải quân thì sẽ ở trong để bảo vệ. Nó khá là giống trong anime luôn á. Đó chính là lý do mà tại sao mình khá thích Lockwood các bạn, một cái tính logic cũng khá là cao ha. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với bí mật ở C2 nha. Thì đầu tiên anh với em lại quán cà phê uống cà phê xíu ơi. Thì ở quán cà phê này nó sẽ có cái bí mật khá là kinh khủng, đó là trên cây ghế của nó sẽ có dòng chữ Chat E the King of Lockwood. Nè đọc thử ơi. Ê, uống cà phê hay các mày? Nhưng mà chưa hết đâu, khi mà chúng ta nhảy lên cái khung trên đây. Từ đó mình đi xuống lại cái. Đây. Nó sẽ có thêm cái dòng chữ It Exist ở đây nữa. Thì dòng chữ này có nghĩa là nó tồn tại. Và nếu như mà các bạn tò mò về cái gì tồn tại thì bây giờ sẽ đến với bí mật tiếp theo nha. Thì để đến với được bí mật tiếp theo các bạn chỉ cần dịch chuyển ra phía dưới của cà phê. Đây rồi, phía trước nè Phúc. Let's go. Thấy rồi. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần dịch chuyển vô phía trong thôi. Đây, bên trong này đó chính là cái chỗ thức tỉnh chát quỷ. Tuy nhiên thì nó có gì đặc biệt đúng không? Rồi đi anh nè, đi ra hướng phía sau cái cột này chúng ta sẽ có một cái dòng chữ đó chính là Life Form. Và dòng chữ cuối cùng của sự kiện này đó chính là chữ Undead nha các bạn. Thì đây chính là một cái câu đố của cây Yoru khi mà admin mới ra ha. Còn bây giờ thì ai cũng biết cách thức tỉnh Yoru rồi nên là sẽ rất ít người biết tới mấy dòng chữ này. Không ai quan tâm luôn. Rồi, điều hành là Phúc, let's go. Ủa, lộn chỗ rồi, đây là đâu vậy? Thì đến với bí mật kế tiếp, đó chính là các bạn chỉ cần lên C2 và đi ra cái đảo tuyết ở đây. Sau đó thì chúng ta sẽ lấy trái Control ra cho mình nha. Đây rồi, let's go, và các bạn bật dòng Control lên. Rồi, em thấy ba cái nhà ở đây không Phúc? Hay. Giờ anh sẽ cho em coi một màn ảo thuật nha. À, cái nhà này em không đi vô được đúng không? Đúng rồi. Bây giờ thì sen thấy gì đó không? Thấy cái gương. Chưa đâu nha, còn nữa nè. Sen. Ôi. Đố em trong cái nhà này chứ có không á? Có luôn. Chuẩn.
Thì mấy cái nhà ở C3 này không biết vì lý do gì thì nó sẽ có mấy cái gương tồn tại bên trong đó ha. Các bạn chỉ cần việc sử dụng Jack and John và cắt nó ra, vậy là các bạn đã có thể nhặt được hai cái gương với số tiền là tầm khoảng 3k Belly. Cũng hơi nhiều mà đúng không Phúc? Nãy em lụm thấy nhiều không? Cũng được, mấy cái gương bạc ở C2 cũng được thôi à. Và đến với một bí mật cực kỳ bá đạo trong Lockfoot, thì em còn nhớ cái đảo mà quýnh boss Rip in Ra ở C2 không? Nhớ cái đảo quýnh rồi lên C3 đúng không? Chuẩn luôn, thì em có biết cái đường đi đến cái đảo đó đâu không? Không, cái đảo đó chỉ là đảo kỳ đặc biệt không ạ. Sao, thật ra là chúng ta vẫn có thể đi tới đảo đó. Nào, cái nào? Theo anh nè, ra đây. Em đang đâu vậy? Rồi, sẵn sàng chưa? Cầm trái like lên đi. Ok, with me. Rồi. Đi hoa nào, let's go. Thì em chỉ cần bay thẳng tới hướng phía trước thôi là nó sẽ tới được cái đảo của Rip Indra. Thì cái này á, nếu như mà các bạn không có tộc cá thì các bạn nên đi bằng thuyền nha. Còn mình thì đi bằng trái lai, tại vì mình sợ mấy xe buýt nó xuất hiện đột ngột rồi nó úp sọt hai anh em mình, nên là mình sẽ đi bằng trái lai nha. Đây rồi, đảo của Rip Indra Chan. Ăn ba tô cơm. Ui kìa. Ủa, cái Rip Indra Chan đâu? Ôi thì hiện tại trên đảo này chỉ có một mình Rip Indra thôi nha các bạn. Wow. Rồi vô BBB đó đây Phúc. Trời ơi, cầm vô Ruby Pro đánh với nó. Trời ơi, đỉnh quá anh Vy Đắc ơi, anh BBB hay quá. Ôi, bạn có hâm mộ anh Vy Đắc không? Bạn hâm mộ anh Vy Đắc không? Em đánh bại con này anh sẽ cho em 10 triệu. Thiệt ra tại không đánh được nó chết đâu. Đại được mà, nó đang mất máu kìa. Anh Sam á, nó đang mất máu. Đó rồi, đã đầy cái máu kìa. Ui gì hả? Trạng thái hắc ám hả? Ừ, nó sẽ bị giết cái trạng thái hai thôi, trạng thái lúc này em sẽ giết nè. Lên phụ em tay. Dạ. Ui, nó trạng thái hắc ám nữa kìa. Ui, chắc là lần nữa. Ờ, con này chắc ba dạng á, con này chắc nó ba dạng á. Khỏi, mày khỏi. Hay kìa, ui. Trời. Thôi, chắc lần nữa. Ai, cuối cùng chúng ta trở lại được C3 rồi. Và đương nhiên sẽ đến với bí mật kế tiếp luôn. Ai, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Tiki Abbot nha. Em biết bí mật gì ở đây không? Một cái tòa tháp. Rồi, em biết luôn. Nhưng mà cái tòa tháp này á, bình thường em muốn leo lên để enchant kiếm á thì em phải leo cái cầu thang gì rất là lâu đúng không? Ê má, lâu thiệt á. Ê, còn gớt xuống nữa chứ. Anh tưởng nó cũng phải gần lắm. Ai, cuối cùng cũng lên được rồi Phúc ơi. Làm gì vậy? Gà, em tưởng vậy là nhanh đó hả? Ừ, nhanh hơn anh á. Thiệt ra cái bí mật mà anh muốn giới thiệu với em á, đó chính là gì nè, coi nè. Thấy gì không? Em có thể đi vô cái chỗ này bằng cái đường bên đây nè, thấy không? Cái bức tường bên đây em chỉ cần nhảy vô là đi ra luôn. Ồ, chỗ này hết kinh phí xây dựng đi ra. Cái này thì mình nghĩ là chắc có rất ít bạn biết đúng không? Tới cái Vy Đắc nó còn không biết nữa mà. Rồi, tiếp theo sẽ đến với một bí mật ở Tiki Abbot nữa. Rồi, theo anh nè, em nhớ cái tầng hầm nhốt Loli của anh Men không? Ai nhớ. Nhảy xuống đây đi. Thật ra trong cái tầng hầm này nó còn có cái bí mật kinh khủng nữa, đó chính là những con số bí ẩn. Em thấy số 20 ở đây không? Ồ, hay. Khi mà em đi vô số này nó sẽ biến mất nè, coi nè, nhìn kỹ nha. Ok. Anh chạm nó là nó sẽ biến mất. Nó rớt xuống, nó dằn gà chứ không. Nó biến mất. Nó đây nè. Nó biến mất nha các bạn. Cái này không phải là nó rớt cái đâu, nó biến mất đó. Bí mật mà. Nó đây nè. Không phải đâu. Thì đó chính là 42 bí mật trong video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.